Hai mình chào nhau, mình tiếp tục quay trở lại cho đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất hôm nay là ngày 22 tháng 8, thì đến với buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là hay để quay lên giới thiệu và vô luôn cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Hôm nay là có hổ đồng như ý như cả nhà nha. Và một cái đỉnh kèm theo hai con hạc rất là đẹp sẽ có trong video ngày hôm nay. Bên cạnh đó là có một số mẫu linh vật rồng tỳ hưu và một tượng Phật chất liệu đồng xưa để giới thiệu cùng mình nha. Thì trong lúc em quay thì cả nhà mình nhớ đăng xem được thì nhớ đăng ký kênh giùm em nha. Đăng ký kênh ha. Có cái chữ đăng ký, cả nhà mình đăng ký giúp em nha. Và cho em xin một like nha. Một like phía bên tay trái màn hình của mình có ngón tay đưa lên ha. Để hàng ngày lên các sản phẩm tiếp theo thì các bạn cũng có thể xem được nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình bên em còn được một cái bộ đỉnh như thế này nè cả nhà mình xem nha. Thứ nhất là nó sẽ bao gồm là có một cặp hạc nha. Cặp hạc đạp gùa hai bên, kèm theo chính giữa là một cái đỉnh chúc nha cả nhà ha. Đây là hạc đạp gùa ha, hạc đạp gùa. Đây là con gùa ở dưới ha, trên này hạc cổng cái chân đèn nha. Và ở chính giữa là một cái đỉnh chúc được thiết kế gồm có ba bộ phận như thế này nè, cái nắp nè ha, cái thân nha ha. Gồm có ba bộ phận nha, trọn bộ này tổng trọng lượng là khoảng 2,7 kg. Chiều cao đỉnh chúc là tầm khoảng là 20-25 gần 26 cm. Còn hạc là cao tầm khoảng 22. Chọn bộ này hôm nay mã số 1 trong video ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với mình ha. Chọn bộ như thế này có giá giao lưu với mình là 3 triệu đồng nha. 3 triệu đồng ha cho một cái đỉnh kèm theo là hai cái chân nến hạt hai bên. Thì mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 2 bên em giới thiệu cho cả nhà mình là còn được một con hổ nha. Hôm nay bên em có về được con hổ rất là to này. Con hổ này á tổng trọng lượng là 11 kg, gần 11,5 kg nha cả nhà nha. Gần 11,5 kg ha. Chất liệu bằng đồng. Con này là khoảng là gần 11,4 kg và chiều dài nó là 64 cm ha. Và chiều cao hổ này tầm khoảng là 25, chất liệu bằng đồng nha. Một con hổ rất là to đây, trên lưng là có chạy dài như ý nè cả nhà xem ha. Và con này mã số 2 trong video hôm nay, mã số 2 bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3.900.000 nha. 3.900.000 bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Một con hổ đồng rất là to, rất là dài đòn của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 2. Và mã số 3 thì hôm nay bên em có về được một cái đỉnh đồng Pháp Lam thì cả nhà mình cũng biết rồi nha. Nếu mà ai mà có sưu tầm đồ đồng rồi cũng biết đồng Pháp Lam ha. Nó có giá trị rất là cao nha. Ở dưới là ba cái chân nè, một chuyện ha, đồng Pháp Lam. Một cái đỉnh ha. Quả tiết hoa văn rất là đẹp nha, đỉnh đồng Pháp Lam. Rồi cái đỉnh này về trọng lượng của đỉnh này tầm khoảng là 950 g. Rồi chiều cao là khoảng là 15. Bề ngang tầm khoảng 14 cm và có giá giao lưu cả nhà mình một cái đỉnh như thế này là 1.700.000, 1.700.000. Cho mã số 4 của bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Đây mã số 3 là một cái đỉnh đồng Pháp Lam. Rồi tiếp theo mã số 4 hôm nay là còn được một cái nón phíp Mỹ nha cả nhà ha. Nón phíp Mỹ nha, cờ Mỹ trong đây nè. Mình cùng xem ha, một cái nón phíp Mỹ giùm em nha. Đây, rất là đẹp ha, nón phíp Mỹ. Và cái nón này thì hôm nay bên em mã số 4 của ngày hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 700.000. 700.000 ha, 700.000 cho mã số 4 nha. Mã số 4 là 700.000. 700.000 cho cái nón phíp Mỹ của ngày hôm nay. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 hôm nay bên em còn được hai con mèo. Đây hai con mèo nha, hai con mèo chất liệu bằng đồng. Em quay gần cho mình xem ha, hai con mèo đây. Đây là một con đầu tiên trước nè, mộc chuyện đầy đủ nha. Mèo ha, đây là con thứ nhất, rồi đây là con thứ hai nè. Đó, mèo đồng nha cả nhà ha. Con mèo chất liệu bằng đồng. Và hai con này tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg. Và hai con mèo này chiều cao tổng thể là khoảng là 13 cm. Đó, một cặp mèo như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà 1,5 triệu nha, 1,5 triệu ha cho hai con mèo chất liệu bằng đồng. Đó, đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 hôm nay bên em còn được một cặp tỳ hưu. Đây cả nhà xem nha, một cặp tỳ hưu rất là đẹp ha. Ở trước là nó có cái chữ nè, tỳ hưu ha. Hai bên là đây con đầu tiên trước mình cùng xem nha. Rất là đẹp ha. Đây, có hai con, trước ngực là nó có một cái chữ nữa này. Và con này con thứ hai nè. Con thứ hai này là con đực nha, một con đực một con cái. Chất liệu bằng đồng. Đó, một cặp tỳ hưu cánh. Cặp này về trọng lượng là tầm khoảng là 4,4 kg, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 27. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 16 cm. Và một cặp này hôm nay bên em có giá giao luôn mình là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng cho một cặp tỳ hưu rất là đẹp. Đây là mã số 6 ha. Mã số 6. Rồi đây là mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay là một cái gạt tàn. Một cái gạt tàn này thì có đường kính này. Đường kính là 11 cm và chiều sâu ha là 3,5. Gạt tàn trung tâm huấn luyện thú cưng lục chiến Quế Đà Nẵng 1968 ha. US 1968 đây một chuyện trong ha. Ở đây là US 1968 này, cái này có giá giao luôn mình là 750.000.
Cái này tổng trọng lượng là khoảng 950g. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha, mã số 7. Mã số 7 có dòng video buổi trưa ngày hôm nay nha, mã số 7. Rồi thứ hai mã số 8. Mã số 8 hôm nay em còn được một cái con cua. Đây một cái con cua ha, một con cua. Một cái con cua hai càng ha, con cua đất trên này chữ được khắc ăn mòn trên đây nè. Một chuyện nha. Đây một con cua chất liệu bằng đồng. Về trọng lượng của con cua này thì tầm khoảng là 1,2 kg và chiều ngang. Chiều ngang tổng thể của con cua này rơi vào khoảng là 15 cm và có giá giao luôn cả nhà 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho một cái con cua kẹp tiền của ngày hôm nay ha. Đó, đây là mã số 8. Mã số 8. Và thứ hai mã số 9. Mã số 9 hôm nay bên em còn được một cái bàn ủi. Nặng là 7 kg nha cả nhà nha. Đó, bàn ủi 1908. Đây hai bên là có hai con rồng ha. Ở trong này là 1908 nữa nè. Đầy đủ các dĩa than nha. Nặng tới 7 kg ha. Và cái này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bàn ủi full đồng như thế này ha, toàn bộ bằng đồng nha, con gà bằng đồng bên đây luôn ha. Và có giá giao lưu với mình cái này là 3 triệu đồng ha, cho mã số 9. Mã số 9. Và thứ hai mã số 10. Mã số 10 là một cái trống đồng nha, mã số 10. Mã số 10 là một cái trống đồng có tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 27. Rồi đường kính ngang nha, đường kính ngang tầm khoảng là 19-20 cm. Đây một cái trống đồng xưa nha cả nhà ha. Đây mình cùng xem nha. Và cái trống đồng này hôm nay bên em có giá giao lưu với mình một cái trống đồng ha. Trống đồng này hôm nay là có giá giao lưu với mình là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu cho cái trống đồng của ngày hôm nay. Đó mình cùng xem ha, 2,4 triệu nha. Cho một cái trống đồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Đây mã số 11 ha, mã số 11. Mã số 11 là một cái con rồng. Đó quấn trên quả địa cầu. Tổng trọng lượng là 10,5 kg. Và con này chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 37 cm. Rồi chiều cao ha 30. Và một con rồng rất là to như thế này. Hôm nay bên em có giá giao lưu với mình ha, con rồng. Con rồng này thì có giá giao lưu mình là 3,5 triệu. 3,5 triệu ha cho một con rồng ôm quả địa cầu của ngày hôm nay nè. Con rồng này rất là to. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 hôm nay bên em còn một cái gạt tàn, một cái gạt tàn đồng rất là dày lông phụng. Có hình rồng hình phụng như cả nhà ha, rất là dày. Và cái gạt tàn này cho mã số 12 thì tổng trọng lượng á là khoảng 1,5 kg. Đường kính ngang là khoảng 13. Và cái này có giá giao lưu với mình ha, một cái gạt tàn như thế này. Có giá giao lưu mình 950.000, 950.000 cho mã số 12. 12 có trong video không? Và mã số 13, 13 là một cặp tỳ hưu, rất là đẹp nha. Đây cả nhà xem ha, một cặp tỳ hưu này á rất là to và rất là đẹp. Tỳ hưu này tổng trọng lượng là khoảng 8,5 kg. Và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 26. Rồi chiều cao là khoảng là 22, chất liệu vân đồng. Đây một cặp tỳ hưu này, quá đẹp cho cặp này luôn nha cả nhà nha. Cặp này rất là to ha, tỳ hưu như ý. Đây, rồi em để quay mặt cho mình xem luôn ha. Đó mặt trước đây, hai con ha, đấu nhau nha. Và cặp này có giá giao luôn mình là 3,2 triệu. 3,2 triệu cho một cặp như thế này nha. Ở đây là mã số 13, một bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu mình ha. Rồi đến mã số 14. 14 hôm nay còn được một cái ấm rất là đẹp. Đây mình luôn xem nha, cắm này về tổng trọng lượng á nó tầm khoảng là 0,5 kg thôi, chiều cao tổng thể là 20 cm, bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Và một cái ấm như thế này, một cái ấm trà ha. Cắm này bên em có giá giao luôn mình là 950.000 nha, 950.000 ha cho một cái ấm rất là đẹp của ngày hôm nay. 950.000 cho mã số 14. Và mã số 15. 15 là một con rồng, một con rồng chất liệu đồng cổ như các anh em ha. Một con rồng này tổng trọng lượng là tầm khoảng là 5 kg. Đó, con này chiều dài tổng thể là khoảng là 49-50 cm và chiều cao tổng thể là 20, chiều cao tổng thể là khoảng 27, chất liệu bằng đồng xưa như cả nhà ha. Và con này thì bên em có giá giao lưu với cả cái nhà mình một con rồng như thế này 3,900,000. Bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Ở đây là mã số 15. 15 có trong video ngày hôm nay ha. 15. Rồi tiếp theo mã số 16 là một cặp nhạo gụ. Mã số 16 là một cặp nhạo gụ Bát Tiên nha. Đó một cặp nhạo gụ Bát Tiên ha, bao gồm có hai cái như thế này, nhạo gụ Bát Tiên. Và tổng trọng lượng của nhạo gụ Bát Tiên là tầm khoảng 950g. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 17 cm, bề ngang là 10 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cặp nhạo gụ Bát Tiên là 1,200,000 ha. Bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Và mã số 17, mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay là một tượng Phật chất liệu bằng đồng xưa như thế nào ha. Đây tượng này đây. Tượng này về trọng lượng là tầm khoảng 7,5 kg. Trên áo của tượng là rất là nhiều vị Phật nổi nè. Đây mình cùng xem ha, rất là nhiều tượng Phật nổi nha. Và chiều cao
40 cm, bề ngang tổng thể là khoảng 28, chất liệu bằng đồng xưa ha. Và tượng này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với mình là 3,5 triệu cho tượng này ha. Và đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha, cũng như sản phẩm đẹp độc lạ hơn nữa ha. Xin chào và hẹn gặp lại.